Em biết chào tất cả mọi người ạ. Hiện tại thì thợ bên em đang gấp rút cho hoàn thiện lô bàn dài gỗ gõ vàng, rộng từ 80 cho tới 1m2, dày từ 16 cho tới 20 và dài 3m. Lô này sẽ cho chúng ta rất rất nhiều bàn dài nguyên khối vân đẹp và bộ đôi rộng từ 1m6 cho tới 2m4. Chất gỗ gõ vàng sáng, vân đẹp. Em sẽ dày 18 phân thì các bác không phải lo mo cong hay gì nha. Với giá chỉ từ 16 triệu cho một chiếc bàn nguyên khối thô tại chỗ như thế này thì bao rẻ toàn thị trường cho mọi người ha. Hoàn thiện các bác thêm cho em 2 triệu tiền công hoàn thiện một em bàn dài như thế này. Còn ship thì tùy tỉnh nha. Các bác quan tâm lô gõ vàng này thì mọi người có thể liên hệ với em qua số điện thoại ở góc bên trái màn hình. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành cái thời gian cho video của em. Hẹn mọi người ở video tiếp theo ạ.